Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một loại freeway cực kỳ ngon và nhất định anh em phải thử. Và đặc biệt là đến từ Dortmund. Tổng cộng line này có 7 hương vị nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu với em 3 hương vị thôi. Và chai đầu tiên của chúng ta sẽ có là xoài và chanh dây. Về chai này mình thấy rất là ngon nha anh em. Vị xoài lên rất là rõ nè, hậu rất là sâu nè. Ngoài ra là có đệm một chút xíu chua nhẹ khi mà anh em thưởng thức. Vị chanh dây của cái line này mình thấy là nó thơm thôi chứ nó không có tạo độ chua quá nhiều. Cho nên là những anh em nào mà thích vị chua của xoài nè, cũng như là kết hợp một xíu gì đó thơm của chanh dây thì không thể nào bỏ qua được cái hương vị này. Đến với chai thứ hai, đó chính là Blue Eye. Thì chai này là Việt Quất lạnh. Mình sẽ so sánh chai này với lại chai Steamwork Blueberry. Thì riêng về chai này, cái hậu chua nó có vẻ là ít hơn so với lại chai Steamwork. Nhưng là chai này cái hậu blueberry cực kỳ rõ ràng, cũng như là cái vị ngọt á nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với lại chai Steamwork. Ngoài ra là hương vị lạnh mình thấy là không có bị quá lạnh giống như Steamwork. Cho nên là những anh em nào mà đào về blueberry Việt Quất nè, mâm xôi nè, thì chai này không thể nào bỏ qua được. Chai cuối cùng thì chai này có hương vị là Double Apple, táo xanh táo đỏ. Về chai này thì hương vị táo đỏ sẽ nổi trội hơn so với táo xanh. Là sao? Khi mà anh em hút bô ở hậu cũng như khi anh em thở ra thì vị táo đỏ sẽ rõ ràng hơn và cho anh em một cái hậu ngọt rất là thanh, rất là nhẹ. Còn về vị táo xanh sẽ cho anh em một chút xíu độ chua vừa phải, không bị quá chua, cũng như là khi thở ra nó sẽ xen kẽ đâu đó là một chút xíu hương vị của táo xanh nhưng mà không quá nhiều. Đây là một cái chai cực kỳ phù hợp dành cho những anh em nào mà mê táo nè, đó, đặc biệt là mê thêm cả cái hậu chua nhẹ của táo xanh. Tóm lại, Dortmund là Life Freeway đáng để anh em phải thử. Ngoài 3 hương vị ở trên ra thì mình còn 4 hương vị ở dưới nữa. Mình sẽ hẹn anh em ở clip sau trải nghiệm trên X-Slim Pro V2 cũng như là Cloud Flash X. Ngoài ra anh em còn thắc mắc gì hoặc cần mình tư vấn cái gì, anh em cứ việc comment phía dưới clip, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em.